Xin chào các bạn nhé. Ở video trước thì tôi có chia sẻ cái phần mềm Hardisk Sentinel dùng để theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe ổ cứng máy tính của chúng ta nhé. Khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh báo màu đỏ như thế này thì các bạn nên sao chép dữ liệu qua một cái nơi khác và chuẩn bị thay thế một cái ổ cứng mới cho máy tính của mình. Nếu như chúng ta chưa có điều kiện để thay thế một cái ổ cứng mới thì phải làm sao? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cách để làm cho ổ cứng chạy tốt hơn. Mời các bạn cùng xem nhé. Ở cái ổ cứng này thì sức khỏe thông báo chỉ còn lại là 9%. Và các bạn hãy di chuyển chuột qua cái phần Smart. Đây là nơi mô tả chi tiết toàn bộ cái ổ cứng của chúng ta. Những phần nào lỗi thì sẽ hiển thị dấu chấm than màu vàng. Nếu chúng ta bỏ qua những cái lỗi này, không kiểm tra, thì ổ cứng của chúng ta sẽ là 100%. Còn nếu như chúng ta kiểm tra thì phần mềm sẽ báo cho chúng ta biết là cái tình trạng ổ cứng của chúng ta chỉ còn có 9% thôi nhé. Ở cái cột data này, nó là các cái trường dữ liệu gồm 12 chữ số. Ở cái trường dữ liệu này, các bạn ấn chuột phải và chọn cái decimal data field. Ở đây nó sẽ liệt kê cho chúng ta có bao nhiêu file lỗi ở trong này. Ở đây là có 11.296 lỗi. Thì chúng ta hãy di chuyển chuột tới cái offset này. Và chúng ta trừ những cái lỗi đó ra. Và bấm OK. Như vậy là mặc dù chúng ta vẫn kiểm tra, vẫn quét qua tất cả các hạng mục của ổ cứng, nhưng chúng ta đã loại bỏ được những cái lỗi. Và giờ đây ổ cứng của chúng ta đã hoàn toàn là tốt rồi nha. Tiếp theo thì các bạn nhìn thấy có ổ cứng 500 này có 99% sức khỏe, có một cái dấu chấm than. Và ở đây chúng ta nhìn thấy cái sector lỗi của nó là 1, thì chúng ta cũng di chuyển chuột tới đây và chúng ta trừ cái file lỗi đó đi. OK. Sau khi chúng ta OK thì sức khỏe ổ cứng của chúng ta đã được 100%. Bây giờ mặc dù các bạn có thể tắt phần mềm này đi và chúng ta bật lại thì các cái lỗi này nó vẫn được loại bỏ và giúp cho máy tính của chúng ta hoạt động được trơn tru và tốt hơn. Đến đây thì tôi cũng xin được kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và đăng ký để nhận được thông báo xem các video tiếp theo. Thiên Phúc Vlog rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn bằng cách bình luận phía bên dưới video để kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.